2008, từ 8:30 đến 9:30, cung linh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý sư bà, ni trưởng, ni sư, sư cô và quý vị trong ban trị sự tỉnh hội, cung đón và đón tiếp quý vị khách quý. Bây giờ là chương trình chính thức chuẩn bị. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị khách quý đang ở phòng khách bên tay trái xin ra trước lễ đài theo vị trí của ban điện tổ chức đã sắp xếp. Tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, Viện chủ chùa Đông Phước. Chúng con xin thành tâm cung ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, Viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Chúng con trân trọng kính thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý sư mắt đón nhận giáo chỉ tấn phong của Hòa Thượng Thích Minh Trí, Viện chủ chùa Từ Vân, số 9 đường Trần Nhật Duật, thành ban nhạc chuẩn bị sẵn sàng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Hảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang, ông Phạm Hữu Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang đã đến dự lễ hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa, Tiến sĩ Nguyễn Thướng, Chủ tịch Tỉnh hội Đông y tỉnh Phú Khánh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Lão y Lê Xuân Anh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch huyện Đông y, huyện Ninh Hòa, đến tham dự hiện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đến tham dự buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Y Khánh Hòa, xin trân trọng kính giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Lê của tỉnh Khánh Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự Văn phòng 2, 294 năm kỳ khởi nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số 777 CV HDTS, về việc tấn phong tăng ni tỉnh Khánh Hòa
lên hàng giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, và tại đại hội 6 giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2007. Kính gửi ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, căn cứ điều 37, 38, 39 chương 8 của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ điều 42, 43, 44 chương 9 nội quy ban tăng sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ văn thư số 202 VTBTS ngày 28 tháng 11 2005, văn thư số 212 VTBTS ngày 1 tháng 1 2007 của ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, căn cứ nghị quyết đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2007, ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đến quý ban danh sách chư tăng ni tỉnh Khánh Hòa được tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng 11 vị, ni trưởng 5 vị, thượng tọa 22 vị và ni trưởng 1 vị. Tại đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 theo danh sách đính kèm. Về giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, ban thường trực hội đồng trị sự sẽ gửi đến quý ban sau khi văn phòng trung ương giáo hội thực hiện toàn quốc. Tâm trọng kính chào. Thay mặt ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch thường trực, phó ban tăng sự trung ương hòa thượng Thích Từ Nhân ký đóng ấn và nơi nhận như trên, ban tôn giáo tỉnh Khánh Hòa để biết và lưu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự, đây là danh sách tấn phong tại tỉnh nhà. Danh sách tấn phong giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư tỉnh Khánh Hòa tại đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6. Thượng tọa Thích Minh Trí, Lê Khắc Đàm, sinh 1926, thọ giới năm 1948, chùa Từ Vân, phường Phước Tiến, Nha Trang, được tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng, xin chân thành cảm ơn. Cũng phong cảnh hòa thượng. Dạ, đúng đây. Là đạo từ của ban trị sự tỉnh, cư sĩ trong ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Kính thưa quý vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, ban tôn giáo cùng các ban ngành của tỉnh, kính thưa quý vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, ban tôn giáo và các ban ngành của thành phố Nha Trang, kính thưa quý vị đại diện chính quyền mặt trận các cấp tại địa phương, kính thưa quý vị bác sĩ, lương y, lãnh đạo ngành y của tỉnh, của thành phố hiện tại và các vị bác sĩ, lương y, lão thành về ngành y qua các thời đại, trụ trì viện chùa Từ Vân và tăng ni Phật tử chùa Từ Vân và quý vị Phật tử các chùa đã hiện diện. Kính thưa quý vị, chiếu theo chương 8 hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy chương 9 trong ban tăng sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng năm ban trị sự tỉnh giáo hội chúng tôi có đề nghị tấn phong các vị về lên hàng giáo phẩm, về tăng là thượng tọa,
và hòa thượng, về ni là ni sư và ni trưởng. Đối với các vị có công đức đối với đạo pháp và dân tộc. Tuy nhiên, hàng năm được ban tăng sự trung ương chứng minh và bạc hội đồng trị sự trung ương chứng minh và đưa ra 5 năm một lần đại hội. Lúc đó hòa thượng pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với ban giáo chí chính thức công nhận các vị giáo phẩm. Thì tại đại hội kỳ 6, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2007 vừa qua, tỉnh giáo hội đã đề nghị được Trung ương chấp thuận và tất cả các vị đại hội đã đồng ý để tấn phong các vị giáo phẩm trong tỉnh nhà hiện tại, cũng như truy phong mà lúc nãy Hòa Thượng Thích Quảng Thiện, Phó Ban Tăng Sự của tỉnh, trưởng Ban Từ Thiện thay mặt cho Ban Trị Sự đã thông qua. Làm việc này, thay mặt Ban Trị Sự, chúng tôi thành tâm tiên các cấp lãnh đạo của tỉnh, thành phố và địa phương cũng đã trợ duyên giúp đỡ cho chúng tôi khi chúng tôi đề nghị các vị này, các vị đồng tình để với Ban Trị Sự chúng tôi, để cho chúng tôi đề nghị về Trung ương, do đó Trung ương mới chấp thuận công việc này. Riêng tại đối với Hòa Thượng Thích Minh Tý, nơi chùa Từ Vân do cố Hòa Thượng khai sơn và Ngài Minh Tý tiếp tục trụ trì, nhờ cái ân đức của Thầy Tổ mà chúng tôi gọi là sư trưởng ân, tức việc là vì chúng tôi đối với người xuất gia là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trong bốn ân đấy là ân của quốc gia, dân tộc, ân của sư trưởng, ân của phụ mẫu và ân của đàn Việt, tức là quần chúng. Bốn cái ân đó khi người xuất gia chúng tôi đều phải tôn trọng. Mà đối với đạo, đối với người, mỗi người thì chúng ta có cái mang cái ân sinh trưởng của cha mẹ, nhưng khi đã vào đạo là mang cái ân của sư trưởng. Cố Đại Lão Hòa Thượng khai sơn chùa Từ Vân là một người đối với cái tỉnh này về mặt nghi lễ, tiếng nhà tôi là trưởng ban nghi lễ trung ương, nhưng đấy là cái phương tiện mà thôi, chứ ngài mới là cái thực ra là chuyên về nghi lễ các vật. Và cái hưởng thọ của ngài là 103 tuổi. Cái đạo đức của ngài và cái thọ bẩm của ngài, ngày hôm nay ngài kế tiếp chủ trì được thụ hưởng cái ân đức của Thầy Tổ. Cho nên đối với báo áp thâm ân Thầy Tổ và báo áp đáp tứ trọng ân, ngài Minh Trí đã chung lo các Phật sự khi còn hệ phái Phật giáo cổ truyền. Và khi năm 1981 đến năm 1982 ở tỉnh nhà thống nhất Phật giáo, cũng lúc ngay lúc đó cũng là thành viên của Ban Trị Sự, phó thư ký của Ban Trị Sự tỉnh giáo hội trong mấy nhiệm kỳ. Và chỉ vì cái nhiệm kỳ mới rồi thì ngài Minh Trí đã lớn tuổi, do đó cho nên Ban Trị Sự chúng tôi để cho ngài nghỉ về Ban Trị Sự. Tuy nhiên lúc nào ngài cũng đóng góp công tác với giáo hội, đối thành tâm giúp đỡ quần chúng. Cho nên hai mặt giáo hội là đạo pháp và dân tộc, do đó cho nên tỉnh giáo hội chúng tôi đã đề nghị tấn phong và được tại thế ngày nào
thể quấn để giúp đỡ và làm cái trách nhiệm đối với đạo pháp dân tộc cho đến khi chính quyền, mặt trận, tôn giáo, tỉnh, thành phố và địa phương cũng như các cấp, các vị thực hiện tốt cái phương châm giáo hội chúng tôi đã đề ra là mỗi người dù là đệ tử xuất gia hay tại gia đều làm tròn hai nhiệm vụ đối với đạo pháp và dân tộc. Đến đây quý vị quan khách thể theo lời mời chư tôn hòa thượng thường tòa đại đức tăng ni pháp thể Khương An. Nam mô A Di Đà Phật. Theo lời đạo từ của hòa thượng Phó Thượng Ban Trị Sự và Công Chức Hòa Thượng An Tọa. Tiếp theo chương trình là dâng hoa và lễ Phật chúc mừng Hòa Thượng Việt. Đây là bốn chữ giới đức trang nghiêm và do đây là Hòa Thượng Từ Vân cũng đã từ lúc còn ở trong chưa thống nhất Phật giáo từ xưa đến nay kế tiếp Hòa Thượng. Cố Hòa Thượng được bốn chữ giới đức trang nghiêm. Tiếp theo phần trao quà lưu niệm thể hiện tình cảm những người cùng làm thuốc trong buổi lễ đón nhận giáo chỉ tấm phong của Hòa Thượng Minh Trí. Xin giới thiệu lão y thầy thuốc ưu tú Võ Bá Lộng, nguyên bệnh mắt đón nhận giáo chỉ tấn phong hòa thượng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Huệ, đại diện quê hương thôn Mỹ Tường, xã Nhân Hải, tỉnh Ninh Thuận. Xin trân trọng kính mời ông trao phướng chúc mừng. Xin của thầy hòa thượng Thích Minh Trí. Hiện chúng tôi ở trong thôn Mỹ Tường, xã Nhân Hải, tỉnh Ninh Thuận, được thăm viên trên cái việc của hòa thượng tối đình địa phương trong môn phong để mà thay phố phường và các mặt trận tỉnh thành phố phường nói chung cái ơn sâu mà chúng tôi ghi ở lòng không mất. Đối diện ngành nghiệp đoàn từ dạ tôi không biết, cũng biết họ xuống trung thân dạ phó chủ tịch Minh, tôi nói mấy vị là coi như đã toàn bộ lãnh đạo của ngành chuyện có mặt, tôi cũng xin kính lời chúc mừng và biết ơn tất cả trong các ban tổng thể của nghiệp y. Theo đây tôi cũng có một vài lời ngắn cảm tạ những cái điều nói trên. Tôi cũng có một ý kiến nhỏ nói về đạo pháp dân tộc và xã hội. Riêng cảm tưởng tôi nghĩ rằng cái đạo pháp nó sâu rộng như biển cả, biển rộng rộng là quá rộng. Tôi cũng cố để ra sức chèo mà chèo cũng chưa đến nơi. Nói về dân tộc xã hội, tôi đánh giá như tư tưởng dân tộc của tôi ấy, coi như rừng nhu cao đã quá cao, ra sức bước cũng chưa đến chốn. Thế sự ta thấy những kẻ dân chương ai không mến, mà thấy lòng đạo đức lại không ham. Do đó mà tôi thấy cái đạo pháp dân tộc này như chim có cánh, lá phải mương cành. Lòng của tôi không những ghi nhớ những lời nói đó tuy nói ít, và tư tưởng của tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, nên Việt Nam như thể cái lầu
hiện nay các nước đâu đâu cũng phục tùng, nước trong con cá bể dùng, chung lưng đấu tập một lòng vì dân. À, kính chào các vị. Xin kính thỉnh chư tôn hòa thượng từ tòa đại đức tăng ni cùng quý vị quan khách để thọ trai thân mật với hòa thượng trong buổi hôm nay. Xin mời các vị ở lại và ban tiếp tân hướng dẫn để các quý vị vào. Thank you.
réo gọi ta đi xây niềm tin, nói gương lành đấng Thế Tôn quên mình, cứu vớt chúng sinh cùng đến nơi yên bình. Tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời.